Chào mừng quý khách đến với video tóm tắt thị trường bất động sản tháng 1 năm 2020 phần thứ nhất. Trong tháng 1 năm 2020, tổng sản phẩm nội địa vẫn giảm 1.3%. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5.7% và tỷ lệ lạm phát là 2.2%. Lãi suất cơ bản không thay đổi, vẫn ở mức 3.95%. Tỷ lệ mượn tiền mua nhà cho 1 năm trung bình là 3.64%, cho 3 năm trung bình là 3.94% và cho 5 năm trung bình là 5.19%. Tháng 1 năm 2020, tổng số giao dịch là 4.581, tăng 15.4% so với tháng 1 năm 2019 là 3.968 đơn vị. Giá bán trung bình là 839.363 đồng, tăng 12.3% so với giá trung bình là 747.175 đồng cùng thời kỳ năm ngoái. Trong tháng 1 năm 2020, giá bán trung bình cho thị trường condo đang dẫn đầu về tỷ lệ tăng, tăng 15.1%. Trong khi đó, giá nhà trung bình cho nhà độc lập tăng 10.5%, nhà townhouse tăng 8%, nhà sơ mi tăng 6.5% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Số giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau. Nhà độc lập trong tháng 1 năm 2020 có tổng số 2.074 giao dịch, tăng 23.3%, với giá bán trung bình là 1.038.247 đồng, tăng 10.5% so với tháng 1 năm 2019. Kế đến là nhà sơ mi. Trong tháng 1 năm 2020 có tổng số 351 giao dịch, tăng 5.1% với giá bán trung bình là 792.362 đồng, tăng 6.5% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Townhouse. Trong tháng 1 năm 2020 có tổng số 782 giao dịch, tăng 15.9%. Với giá bán trung bình là 693.845 đồng, tăng 8%. Cuối cùng là condo. Trong tháng 1 năm 2020 có tổng số 1.335 giao dịch, tăng 8.3%. Với giá bán trung bình là 630.047 đồng, tăng 15.1% so với tháng 1 năm 2019. Quý khách có thể xem tin tức thị trường bất động sản qua các bài viết thường xuyên của Quang Lâm trên các tuần báo Sài Gòn Canada, Thời Mới và Thời Báo. Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào trong nhà quanglam.ca để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và cho thuê bất động sản. Xin chào và gặp lại quý khách trong video phần thứ 2.